Xin chào các anh chị. Ngày hôm nay Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà một lầu nằm trong hẻm 168 đường Đất Mới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, nằm gần chợ Bình Trị Đông. Thì anh chị quan tâm nhà ở khu vực này thì hãy xem kỹ video này để có được đầy đủ thông tin nhé. Rồi, xin mời anh chị chúng ta cùng xem nhà luôn ha. Rồi, căn nhà chúng ta đây anh chị nha. Một trệt một lầu, có ban công này. Đây ban công thì chúng ta làm cái lưới rào sao ha, che luôn. Đấy. Còn đây là con hẻm trước nhà đây, rộng cũng hơn 4 mét nha. Xung quanh này nhiều nhà cao tầng đây anh chị. Tuyệt vời chưa? Thì từ đây chúng ta ra mặt tiền đường Bình Trị Đông cũng như là đến chợ Bình Trị Đông cũng rất là gần ha. Bên trong này thì nó hẻm cụt này ha. Rồi, nhà chúng ta bên đây. Thì anh chị thấy này, phía trước chúng ta sẽ có hai lớp cửa nha. Một lớp cửa sắt bên ngoài 4 kính cũng như là lớp cửa 4 kính bên trong luôn. Còn đây bên trong nhà ha. Thì căn nhà này có diện tích bề ngang là được 4 mét, chiều dài là 11 mét. Tổng diện tích đất được công nhận là 43,3 mét vuông. Nhà chúng ta kết cấu một trệt một lầu, có hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, một ban công. Dưới trệt này chúng ta đang thiết kế mở nha, nên không gian chúng ta sẽ rất là rộng rãi và thông thoáng này. Thì chủ nhà sẽ tặng chúng ta bộ ghế sofa này ha. Thì căn nhà này có hướng chính tây. Về giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng, chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên. Giá bán cho căn nhà này thì chủ nhà đang đưa ra mức giá là 3,750 tỷ và còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Tuyệt vời chưa? Thì ngay đây sẽ là khu vực để máy giặt ha. Bên đây là khu vực bếp này. Có bên này là hệ thống tủ ha. Đây là khu vực vệ sinh ở dưới trệt này. Tuyệt vời chưa? Phía bên đây á, chúng ta có con hẻm anh chị nè, một con hẻm cũng khá lớn ha. Đây này anh chị. Anh chị thấy không ạ? Hẻm này là hẻm xe hơi luôn anh chị ơi. Anh chị thấy không? Hẻm xe hơi nha. Tuyệt vời chưa? Rồi ha. Rồi. Đây là không gian ở dưới tầng trệt ha. Chúng ta thiết kế mở thế này thì không gian sẽ rất rộng rãi và rất thông thoáng này. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng nhau lên lầu 1 tham quan nhé. Thì hiện tại trên lầu 1 chúng ta sẽ có hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một ban công. Đây anh chị. Rồi thì ngay phía bên đây sẽ là phòng ngủ đầu tiên nhé. Phòng ngủ đầu tiên này anh chị. Ok ha. Cũng ok chưa? Thì căn phòng ngủ này chúng ta có cửa sổ này. Đó, nhìn xuống con hẻm thế này ha. Tuyệt vời ha. Rồi. Phía trước chúng ta có thêm một phòng ngủ nữa. Và kế bên đây sẽ là khu vực vệ sinh nhé. Đó, khu vực vệ sinh này. Đây ha. Trên này chúng ta làm kho để đồ này. Đó. Rồi. Tiếp theo này, phía trước này. Một căn phòng ngủ rộng rãi nha. Đấy. Phía trước có ban công này anh chị. Đây ha, ban công trước nhà này. Đó cũng khá rộng ha. Ở đây chúng ta làm lưới rào rồi nên cũng rất an toàn nha. Đó, có sẵn mái che này anh chị. Đây ha. Ok. Rồi, ok anh chị ha. Như vậy chúng ta đã vừa tham quan xong căn nhà này. Thì anh chị nào mà quan tâm, có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem nhà thực tế và giao dịch trực tiếp với chủ nhà. Anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số 0915 987 168. Rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này. Và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.